Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh chuyên đề của Đài Truyền thanh huyện Yên Thế. Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Thực hiện công văn số 1723 ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ban Thục vụ tỉnh ủy Bắc Giang về việc thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân trong huyện đón mừng năm mới 2023 và vui xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Ban Thường vụ huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội huyện tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau: Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết đặc biệt quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách các hộ nghèo người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tổ chức thăm hỏi chúc tết các thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ gia đình có công với nước cán bộ lão thành cách mạng mẹ việt nam anh hùng chức sắc tôn giáo tiêu biểu các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trong những ngày tết tổ chức các hoạt động lễ hội vui xuân kỷ niệm ngày truyền thống hội nghị tổng kết năm gặp mặt đầu năm Tết trồng cây, bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương, gắn với việc tiếp tục thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định những điều đảng viên không được làm, không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức, không dự các lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công, không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định. Mỗi cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải thực sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Làm tốt công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bảo đảm xăng dầu các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong nước trong và sau dịp Tết kịp thời phát hiện xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao để thu lợi bất chính, chủ động có kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhân dân, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm tốt công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, cúm, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ. Các cơ quan đơn vị địa phương có kế hoạch cụ thể bố trí cán bộ, công chức viên chức, nhân viên trực Tết kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo kịp thời trong dịp nghỉ Tết, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm 2023. Công an huyện tăng cường các biện pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn không gian mạng các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan đơn vị hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2022 trước ngày 10 tháng 1 năm 2023 bảo đảm gọn nhẹ, thiết thực, hiệu quả để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023 và chăm lo Tết cho nhân dân. Ban tuyên giáo huyện ủy chủ trì chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền về những thành tiệu của đất nước, của tỉnh, các hoạt động mừng đảng, mừng xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết nâng cao ý thức tự giác của nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông, sử dụng pháo và vật liệu nổ, phòng chống dịch bệnh, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ huyện ủy, huyện ủy viên chủ động phối hợp với ủy ban nhân dân huyện tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công văn tại địa bàn được phân công phụ trách, theo dõi, chỉ đạo. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp nội dung hướng dẫn kê khai, nộp thuế lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trực tiếp khai thuế năm 2023. Hướng dẫn của Chi cục Thuế khu vực Tân Yên, Yên Thế. Phần 3 là mã hướng dẫn khai nộp thuế đối với hộ kê khai. 1. Khai thuế. Hộ kê khai bao gồm hộ kinh doanh quy mô lớn và hộ kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai. Tiêu chí để xác định hộ kinh doanh quy mô lớn là doanh thu hoặc lao động sử dụng, cụ thể trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên. Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên. Hộ kê khai phải thực hiện chế độ kế toán hóa đơn chứng từ Trường hợp hộ kê khai trong lĩnh vực ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu kinh doanh theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải thực hiện chế độ kế toán. Hộ kê khai thực hiện chế độ kế toán theo hướng dẫn tại thông tư số 88 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Hộ kê khai thực hiện khai thuế theo tháng hoặc quý theo quy định. Hai nhỏ, hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế đối với hộ kê khai bao gồm A. Tờ khai thuế theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 40 năm 2021 của Bộ Tài chính. B. Phụ lục bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 40. Trường hợp hộ kê khai nếu có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không phải nộp phụ lục bảng kê mẫu số 01. 3. Nơi nộp hồ sơ khai thuế nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kê khai là chi cục thuế quản lý trực tiếp nơi hộ kê khai hoạt động sản xuất kinh doanh. 4. Về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kê khai theo tháng, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. B. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kê khai theo quý, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo, liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế. năm nhỏ Thời hạn nộp thuế thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót. 6 nhỏ, hộ kê khai ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp hồ kê khai ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh thì thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là một ngày làm việc trước khi ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp hồ kê khai thuộc diện đăng ký kinh doanh thì thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp. Trường hợp hộ kê khai tạm ngừng kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp hộ kê khai tạm ngừng kinh doanh không chọn tháng nếu khai thuế theo tháng hoặc tạm ngừng hoạt động kinh doanh không chọn quý nếu khai thuế theo quý. 7. Hộ kê khai được chuyển đổi từ hộ khoán trong năm. Hộ khoán trong năm chuyển đổi sang hộ kê khai thì trước khi chuyển đổi, hộ khoán khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế khoán mẫu 01 Cơ quan thuế căn cứ tờ khai điều chỉnh bổ sung của hộ khoán để điều chỉnh giảm thuế đã khoán cho thời gian chuyển đổi. Thời hạn hộ khoán nộp tờ khai điều chỉnh chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu chuyển đổi phương pháp tính thuế. 4 là mã hướng dẫn sử dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. 1. Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử. Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử không bao gồm trường hợp sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh, phải thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai. Hộ kinh doanh đề nghị áp dụng hóa đơn điện tử cần có email, chữ ký số được cấp thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực và máy tính kết nối Internet hoặc thiết bị di động có cài đặt ứng dụng hóa đơn điện tử. Hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh được thực hiện thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. Thông tin về tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được công khai trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế đối với trường hợp hộ kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh hoặc hộ kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của chính phủ thuộc diện được miễn phí dịch vụ hóa đơn trong 12 tháng. Hộ khoán, hộ nộp thuế theo từng lần phát sinh cần hóa đơn giao cho khách hàng thì đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh. Hai nhỏ. Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn giấy mua của cơ quan thuế là hộ kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của chính phủ, không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương pháp điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế. Hộ kinh doanh thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế nêu trên chỉ được áp dụng trong thời gian tối đa 12 tháng. Thời gian tối đa 12 tháng được tính một lần kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đối với hộ kinh doanh đang hoạt động trước ngày 1 tháng 7 năm 2022 hoặc kể từ thời điểm đăng ký bắt đầu sử dụng hóa đơn đối với hộ kinh doanh mới thành lập sau ngày 1 tháng 7 năm 2022. Hộ kinh doanh thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế nêu trên có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu số 01, phụ lục 1A, ban hành kèm theo Nghị định số 123 năm 2020 của Chính phủ cùng với việc nộp tờ khai thuế. Ba nhỏ, hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đó là hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh, trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác và lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền. Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền thì không bắt buộc sử dụng chữ ký số trên hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng vẫn phải sử dụng chữ ký số khi thực hiện đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế. Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ thuế hộ kinh doanh chủ động 24 trên 7 trong việc lập hóa đơn, xử lý sai sót ngay đối với từng giao dịch phát sinh trên thiết bị tính tiền của người nộp thuế. Nếu đã được cài đặt phần mềm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, được khởi tạo từ máy tính tiền theo định dạng dữ liệu do Tổng cục thuế công bố. Cuối ngày, hộ kinh doanh chỉ phải chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đã sử dụng trong ngày cho cơ quan thuế, thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu điện tử việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo lộ trình của cơ quan thuế. Trường hợp hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, lựa chọn chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, thực hiện thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 123 năm 2020 của Chính phủ. Công tác lập bộ lệ phí môn bài, lập bộ ổn định thuế khóa năm 2023 phải đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tăng thuế phí năm 2023 mà Cục Thuế tỉnh và ban nhân dân huyện đã giao. Xuân sang Tết đến, lộc phát ngập tràn, kính chúc muôn nơi ấm êm viên mãn. Muôn vàng tài lộc cùng Tết Honda triệu lời cảm ơn quà khủng tết lớn cảm ơn Việt Nam Honda tri ân khách hàng từ nay đến 21 tháng 1 2023 mua xe Honda để có cơ hội trúng 99 giải đặc biệt S 350i 999 giải nhất Vision tại ngay điện thoại Samsung Galaxy A04s khi mua Winner X thẻ điện thoại 600 ngàn đồng khi mua Quay Alpha Blade Vision trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0,79 phần trăm một tháng triệu lời cảm ơn quà khủng tết lớn hãy, hãy đến, đến hết, hết ngay. ngay quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là nội dung chương trình phát thanh hôm nay của đài truyền thanh truyền hình yên thế Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.